là em từng đặt cuộc top 3, trật cuộc của top 3 trường đại học Yongsan. Sau khi tìm hiểu thì em biết trung tâm DJ qua mạng và một số bạn đi trước đã giới thiệu cho em. Vì cũng biết tiếng nên em cũng không ngại phỏng vấn đại sứ quán, nên em đã quyết định từ chức mình từ top 2 và DJ là lựa chọn của em. Qua tìm hiểu thì DJ có sự xử lý hồ sơ rất là chuyên nghiệp và cũng như có nhiều lớp dạy phỏng vấn đại sứ quán rất ok, nên em rất tự tin để phỏng vấn đại sứ quán. Và bây giờ thì em cũng đã có visa top 2 của trường đại học cao đẳng kỹ thuật Kim Ngư, em rất vui ạ. Vì không may mắn nên em trượt tốt top 3, mà em phải cố gắng để chọn hai ở VD để đi học. Vâng, đã bây giờ em có visa. Nhớ là thầy ổn mà là sao bạn đã xin đi đạt. Thì rất mừng trần duy như đạt. Nghe là sao bạn xin đi đạt. Vì lúc trước em có trượt cốt top 3 ở trung tâm khác. Lúc đấy là em tìm hiểu chưa được kỹ, nên là có một sơ suất nhỏ ở ban. Nhưng mà sau một thời gian thì em có tìm hiểu về bên trung tâm PC này, thì em đã cảm thấy là bên trung tâm PC này xử lý hồ sơ rất tốt và nhanh nhọn, nhanh nhọn. Sau khi phỏng vấn đại sứ quán thì em nghĩ là em không thể đạt được visa ở đây, nhưng mà sau thời gian thì kết quả nó là